Ok, tiếp tục đến với chuyên mục úp ROM. Đây, mình sẽ úp ROM là cái gì nhỉ? Lightweight OS 19. Cái ROM này thật sự là úp nó cũng chẳng khác gì 18.1 đâu. Một bạn lên Google tìm Lightweight Akari hoặc sau này. Nhưng mà có một lưu ý là sau này khi các bạn quay lại ấy, thì cách đây khoảng 1 năm sau là có thể Lightweight sẽ ra Lightweight OS 20. Thì tức là thì lúc đấy ấy, thì có thể những cái file 19.1 ở đây, thì khi các bạn vào cái web này nó sẽ không còn nữa các bạn, nó sẽ chỉ có 19.1 thôi. Tương tự như 18.1 hồi trước mình chỉ là nó cũng có ở đây, nhưng bây giờ nó mất hết rồi, nó chỉ còn 19.1 thôi đây này. Tức là nó bắt chúng ta phải tải 19.1 thôi, nếu bạn muốn tải 19.1 sau này kể cả hoặc là 18.1 thì các bạn có thể lên link drive trong mô tả nhé, đấy là link dự phòng các bạn, sau này nó bị xóa đi hết rồi, khỏi đây rồi. Khi các bạn vào cái link nó sẽ báo not found luôn, nó xóa khỏi máy chủ luôn rồi. Tức là Lightweight nó bắt chúng ta phải dùng phiên bản mới nhất của nó. Mà chúng ta lại Lightweight càng cao thì nó càng khá là lag các bạn nhé. Thôi ok, bạn sẽ tải ROM Lightweight 19.1 đây, ở đây, ở đầu này. Sau này nếu mà không bạn không thấy chỉ thấy 20, các bạn lên mô tả nhé. Mô tả video sẽ có link cho các bạn để các bạn tải. Các bạn, mình đã tải rồi, bây giờ các bạn sẽ copy vào bộ nhà máy nhé. Đây, mình sẽ copy vào bộ nhà máy này. Rất hay này, đâu nhỉ. Bây giờ bạn sẽ đầu tiên bạn sẽ lại TRP như thường lệ thôi. Bạn đợi một chút để mình thoát game rồi đó. Gọi đợi một chút nha. À, thoát ra kiểu gì nhỉ? Từ từ bạn đợi chút. À, không để tôi vuốt cho nhanh. Ok, bây giờ ta sẽ tắt nguồn đi này. Hoặc định khi bật nguồn nó sẽ phải lên logo mở khóa nhá, cái logo mà nó ghi là nó có ổ khóa đã mở ra thì nó mới được nha các bạn nhá. Còn nếu mà không có nó hiện lên thẳng xong đi luôn là không úp được, thế thôi. Các bạn sẽ cắm sạc này, các bạn sẽ cắm sạc và các bạn giữ tăng âm lượng này. Đấy, nó sẽ vào chế độ fastboot ở đây. Không, nó hiện là như này, này mới là mở khóa này các bạn nhá. Bây giờ bạn sẽ giữ lại tăng âm lượng này. Đây, cổng USB nó hơi bị sở hơi các bạn ạ. Nếu mà bấm nó không nhảy vào thì các bạn phải đổi cổng USB nhé. Bạn sẽ giữ nguồn tăng âm lượng nhé. 3 giây. 1, 2, 3. Đấy, tắt luôn. Tặng lại này. Đấy, ok, đấy nó phải sang đèn xanh này mới được này. Thì tôi khi cổng USB sẽ làm cho cái nó sẽ làm cho các bạn không vào chế độ fastboot. Ok. Bây giờ bạn sẽ vào thư mục TRP EZ2, cái máy tính của mình khá là bừa các bạn nhá. Đây, file TRP này mình sẽ giải nén, sẽ ra thư mục này, bạn sẽ cài driver fastboot nhá. Đây mình không chỉ nó rất là nhiều rồi. Đây, giải nén sẽ ra thư mục, bạn sẽ mở file bootrp.cmd. Bạn sẽ ấn chuột phải vào cái logo Windows, bạn chọn Device Manager. Bạn thấy Android Device Bootloader Interface là được. Nếu bạn thấy cái Android Device này, đâu rồi. Và driver giải thành công là nó sẽ báo như này nhá. Chứ nó không có báo Android ở dưới cái phần Author Device đâu. Phải là Android Bootloader Interface mới là nhận nha các bạn nhá. Driver. Bạn sẽ mở file bootrp.cmd này. Đấy, bạn sẽ mở đây này. Ở đây mình quay không có máy chống rung nhá các bạn nhá. Bạn chờ tí. Đang boot này, các bạn phải vào fastboot rồi mới bật nhá. Đấy, nó phải hiện cái ổ khóa mà như này nó mới là úp được ROM nhá các bạn nhá. Nếu không có là nó sẽ không úp được. Rồi ok, và socket này. Nó phải ghi hai cái dòng này là ok mới là được nhá. Và ấn enter. Ấn space cách này cũng được. Bạn chờ chút để cho nó boot vào DP. Cái cách này cài rất là đơn giản, chẳng khác cái gì cả, nó rất là quen thuộc rồi, không có gì lạ cả. Chỉ vào DP và cài ROM thôi. ROM mình có rất nhiều ROM luôn các bạn nhá, nhưng mà mình chưa làm hết được. Rất nhiều ROM luôn, rất là nhiều ROM để nghịch các bạn nhá. Nhưng mà nghịch không biết bao giờ mới hết được. Nhiều ROM quá ấy các bạn. Đây mình vẫn thể đang có cái TV bot ở đây để sau này còn tính làm tiếp các bạn ạ, làm ROM cho TV bot này. Rồi ok, bây giờ đã vào DP này. Đầu tiên chúng ta sẽ kéo ra này, nếu mà đôi khi nó sẽ hỏi thế. Đầu tiên chúng ta sẽ phải wire nhá. Ấn vào wire, ấn vào... Ôi giời ơi, mình khá là ghét cái độ sáng các bạn ạ. Bây giờ bạn sẽ vào format data như này. Nếu mà bạn lần đầu nhá, lần đầu cài, nếu bạn cài không... Nói chung bạn ấn format data, bạn ấn yes nhá. Ấn vào đây. Còn đối với trường hợp của mình sẽ ấn wire ở đây, chứ mình không có... Không có wire data, à, không có format data nhá. Ôi bây giờ chúng ta sẽ vào điện thoại, bạn lên máy tính bạn copy ROM vào nhá. Copy cái ROM Lightweight 19 vào, hoặc là nếu bạn tải được bạn tải từ máy vào, xong bạn vào cài cũng được, không có gì cả. Em sẽ copy cái ROM Lightweight 18 19.1 vào.
không nhớ là ZOM ở đâu rồi các bạn. Đây ok, mình sẽ copy qua ZOM à, bộ nhật trong đây. Đây paste. Có thể tải thêm mang app, mình khuyến nghị các bạn dùng nick app nhé. Nick app 12. Nick G app để là cái gì? G app là các ứng dụng của Google. Mặc định Android nó sẽ không được phép có các ứng dụng của Google, và các nhà sản xuất sẽ cho G app vào để có ứng dụng Google như CH Play, YouTube, Google, Gmail, các ứng dụng của Google, nói chung là như vậy thôi. Thì đây là G app. G app nhẹ các bạn nhé. Còn G app thì có rất là nhiều loại, nhưng mà mình khuyến cáo bạn dùng là Nick G app hơn, các bạn sẽ ấn vào download bạn UC. Thì lại S19.1 thì nó sẽ tương đương với là Android SL, Nick app SL nha các bạn nha. Bạn vào bạn tải thôi. Đấy, chọn ngày này, chọn ngày cuối cùng nhá. Đấy, tải bản basic như này nha. Còn các bạn flash như bình thường thôi. Ở đây mình không cài G app nha. À, thôi mình sẽ cài luôn cho chắc các bạn nha. Thì cài G app vào thì Android 12 các bạn không nên, khuyến cáo bạn không nên cài G app trên máy RAM 4. Bởi vì rất là đuối. Ok, mình sẽ tải. Chúng ta chỉ mất 14 giây cho một file thôi. Ok. Bây giờ nha, chúng ta sẽ vào chúng ta copy ROM vào trong máy rồi nha. Bây giờ sẽ vào lại install, vào ấn home và ấn install. Nó sẽ hiện lại 19.1 này. Đấy. À Akari. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Bọn kéo vào như này. Chỉ đơn giản là như vậy, chẳng có gì khó khăn cả các bạn ạ. Bạn chờ nó flash này. Bây giờ nó là flash thì chúng ta vẫn copy cái file vào bộ nhớ trong nhé. Bạn sẽ ấn mở này. Bạn sẽ copy cái file ROM này, à file cái file GApp này vào trong máy, bộ nhớ máy như này. Đấy ok. Ok, nếu các bạn muốn rút thì các bạn cài thêm nhé. Chứ ở đây mình không cài rút các bạn ạ. Mình không rút magic. Còn chờ thôi, ROM này cũng không nặng lắm, nhưng mà Android 12 đặc tính của nó là ăn RAM rất nhiều các bạn. Android 12 chạy trên RAM 4 rất là đuối luôn, nếu các bạn không biết là như vậy. Đuối cực kỳ luôn các bạn nhé. Thế nên mình khuyến cáo bạn, mình mới không làm những cái video này. Chẳng qua có một bạn yêu cầu mình mới làm thôi. Mà cách cài nó cũng tương tự như nhau thôi, chẳng khác cái gì cả. Chỉ là đơn giản là lấy cái file ROM xong cho vào TRP và cài thôi, không có gì lạ cả. Còn về cái ROM này nó dùng như nào thì thật sự mình thấy khá là lỗi. Mặc dù là official các bạn nhé, official nhưng mà nó dùng cái cảm giác cái kiểu gì ấy. Ok, do mình vẫn đang cài, còn bây giờ mình đang ngồi mình xem review nhá các bạn. Con muỗi à, ok. Bây giờ ta sẽ ấn reboot này, bạn rút sạc ra nhé. Bây giờ bạn rút sạc ra để tránh cái trường hợp là nó sẽ bị nhảy chế độ khác. Bây giờ sẽ ấn power vào này. Ấn do not install. Tại sao chúng ta ấn do not install? Bởi vì cái TRP app bây giờ nó chết rồi các bạn, nó không còn sử dụng, không còn tác dụng nữa. Cái official này, không biết tại sao TRP sinh ra làm cái gì cả. Những cái máy AB không còn dùng được nữa thì nó sinh ra làm cái gì, đúng không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ cắm sạc vào, chúng ta ấn giữ tăng âm lượng này. Để tăng âm lượng này. Ok, các bạn giữ tăng âm lượng thật lâu vào để cho nó nhảy vào Facebook nhé, cho nên đừng có để nó nhảy vào. Ok đây, nhảy Facebook như này mới được này. Đấy, thư mục đã. Các cái hướng dẫn này rất là quen thuộc rồi, không có gì lạ cả. Các bạn sẽ mở file TRP. Bạn chờ nó boot nha, không có gì cả đây. Đấy. Mình sẽ cho độ sáng lên mắt đây. Ok các bạn nhé. Đây là các cáo thứ hai này, thật sự chúng ta không có phân vùng recovery các bạn nhé. Không có phân vùng recovery. Các bạn đừng hỏi tại sao lại có cái need ở đây các bạn nhé. Không, kệ thôi. Quan trọng các bạn mình úp ROM, test ROM được rồi. Còn mấy cái need các bạn đừng quan tâm là cái gì. Tại sao để cái need ở đây. Các bạn sẽ vào install. Các bạn đừng chút nha. Ok các bạn sẽ ấn vào install này. Các bạn ấn vào cái file Nick app này. Ok các bạn nha. Các bạn ấn chút. Ok các bạn sẽ ấn lại vào này. Ok. Kéo vào như này.
Ok các bạn đợi cho mình chút nha. Con đợi nó flash này. Cái game Tower này nó là con muỗi nha các bạn nha, không có gì cả. Nó chỉ là con muỗi với con Sony của mình thôi, của mình các bạn nhá. Các bạn chơi nó phải ghi Insta Time với Clean này mới là chuẩn này. Thì cái nó mới chuẩn các bạn nhá. Còn nếu mà không nó ghi Dirty là nó kiểu nó đang flash một cách không hợp lệ các bạn. Nói chung là Dirty là cái kiểu nó flash qua flash bẩn đấy các bạn. Data chưa wipe mà đã flash gap nó sẽ hay, rất là hay bị lỗi. Đây nha các bạn, đây là các cao thủ chơi Genshin hơn mình nhiều các bạn ạ. Các cao thủ test game nhưng mà test thì nó rất là chuẩn các bạn nhé. Ok. Các bạn sẽ reboot. Reboot system. Do not install. Tại sao? Hoặc là các bạn sẽ tắt hai cái tích cái kia từ sau sẽ không hỏi nữa. Lần tắt hai cái tích mà lúc nãy nó hiện lên đấy thì lần sau nó sẽ không hỏi cái đấy nữa. Ok các bạn sẽ chờ nó lên nhé. Còn đây xem video Salam Boot Loop bên Indo các bạn nhá. Ok nó đang hỏi này. ROM này ROM debug hay sao ấy. Ở nào cũng được, kệ như nào cũng được. Ok vào rồi này. Ấn start này. Nếu bạn lắp sim Viettel Mobi của Việt Nam mình thì nó sẽ phát hiện là sim Viettel nhé. Còn đây nếu bạn lắp sim của không lắp sim mà sẽ hiện tiếng Anh thì bạn sẽ kéo chọn tiếng Việt hoặc là tiếng Anh thôi. Nói chung là mình cứ để tiếng Anh vậy các bạn ạ. Thế là nhanh. Giờ kệ nó. Đây, không có sim card này. Mấy mình gãy chân sim rồi. Setup này khá là bình thường các bạn nhé, không có gì lạ cả. Ok đấy, ROM Lite OS chờ nó vẫn còn cái hiệu ứng các bạn, nó mở to phát. Ok. Còn chân mình sẽ bật cái extra DIM đã. À extra DIM đã. Nó là cái mà mình cần nhất mỗi khi cài ROM các bạn nhé. Đâu rồi? Cái màn máy này bị lưu ảnh các bạn ạ, nên mình mới cần mấy cái này. Tắt đổ sáng tự động này. Ok các bạn nhé. Đây, Lite OS 19.1. Android 12, 12.1 nhưng không phải 12 đâu. Ok. Play Store đầy đủ này. CS Play đầy đủ rồi. Ok các bạn nha. Thế do này do official nên mọi thứ sẽ hoạt động nha các bạn nha. Đấy ok, camera sẽ hoạt động bình thường. Ok. Thế do mà chơi game như nào? Theo mình đã trải nghiệm qua thì nó thật sự rất là tệ các bạn nha. Nhưng cho nên dùng lại Android 18.1. Mình không có ý chê bai gì lại F19 nhưng mà thật sự nó rất là tệ các bạn ạ. Và Lite thì nó có một cái đặc tính là nó sẽ bắt chúng ta phải dùng Lite 19.1 nếu chúng ta không có ROM Lite trong máy. Ok. Ok các bạn nha. Đây Lite OS 19.1. Không có gì cả các bạn ạ. Rất là bình thường thôi. Đây loa bình thường này. Mọi người cho mình chỉnh cái loa sang bên đâu nhỉ? Mọi người cho nó cứ kiểu nó cứ hướng về cái loa bên trái, loa bình thường nhé các bạn nhé. Đấy loa bình thường này. Camera thì sao? Sim mình không rõ bởi vì sim mình gãy chứ không gãy mất chân sim à? Ok đây các bạn nhá, đấy. Chân sim vẫn hoạt động này, đấy, sim và đây mình đang chụp màn hình từ máy tính này, có anh khuôn ngọng ở đây à, đấy. Ok cam trước thì sao? Cam trước ở đây mình sẽ thể mình không xô mặt nữa, nên mà cam trước nó hoạt động này, đấy. Cam trước hoạt động bình thường này, nhưng mà cái do mày nhìn chung mình thấy khá là tệ các bạn nhá, không nên sử dụng để chơi game, chỉ sử dụng mình tác vụ mình hàng ngày thôi. Ok, video rất là dài rồi, 17 phút rồi, ok, thôi cảm ơn xem video. Là SOS 19.1, ok. Mình làm cho vui đó các bạn nhé, chứ cách cài nó như nhau hết cả. Cũng chỉ là cho ROM vào TRP và cài nó chả có gì cả. Vậy mình đang tính ra lò ROM mod nhé, ROM mod cho cái TV board này này. TV board này, ok. Ok, cảm ơn các bạn xem video.